toàn bộ phí tư vấn của chương trình mentor cũng như là chương trình hỗ trợ và định hướng cho học sinh hàng kỳ và sau mỗi một năm học của hệ thống học theo Aslett Power Homeschool đã được bao gồm trong học phí. Vì vậy nên là chúng tôi không thu thêm phí ngoài đối với các cái phần tư vấn này.